Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin chào bà con ngư dân khắp cả nước. Bên em chuyên cung cấp máy bộ đàm, máy định vị, máy dò cá, máy y cơm, máy nhận dạng AIS, phao nhận dạng AIS và tất cả các linh phụ kiện của ngành điện tử hàng hải. Bà con có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0948909941 hoặc bà con kết nối Facebook Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc. Bên em sẽ ship cho bà con mọi miền Tổ quốc với phương châm giá tốt nhất và cạnh tranh nhất có thể. Cảm ơn bà con ngư dân đã ủng hộ em trong thời gian qua. Cảm ơn. Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc kính chào tất cả bà con nha. Trong video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bà con mình cách bù lại độ sâu cho đầu dò trên máy dò cá Hondex HE61C. Thì để đo độ sâu đáy biển chính xác, ta có thể bù lại độ sâu cho đầu dò. Thì đó chính là độ cao mấn nước tàu ở hiện tại, ta có thể bù trong khoảng từ 0,5m hoặc là 1m. Nó tùy theo độ cao hiện tại của cái mấn nước tàu thôi. Thì cách thực hiện như sau nè. Đầu tiên chúng ta sẽ ấn vào trang menu. Ấn giữ tay vào phím menu để cho màn hình nhảy qua trang menu thứ hai. Ta sẽ di chuyển xuống mức cài đặt khác. Rồi, ấn phím còn trỏ bên phải để di chuyển qua. Ở đây chúng ta sẽ vào trang menu cài đặt khác nè. Thì ở đây chúng ta sẽ di chuyển xuống mức mấn nước. Chúng ta sẽ nhập vào cái độ sâu mà chúng ta muốn bù lại ở trên vị trí này. Chúng ta di chuyển phím con trỏ trái phải để thay đổi con số. Ở đây nó sẽ cho phép chúng ta thay đổi từ 0,1m. Mình sẽ nhân lên, nãy dụ như chúng ta muốn bù vào là 1m. Đó, chúng ta sẽ bấm tới 1m. Rồi mình bấm menu thoát ra. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích cụ thể nó như vậy cho bà con mình dễ hình dung nghe ha. Thì tức là khi chúng ta lắp đặt mắt dò dưới đáy tàu đi, thì từ khoảng cách đáy tàu đó, cho tới lên mực nước, cái mặt nước hiện tại á, là khoảng từ 1m đi, là máy sẽ không thể bắt được 1m đó, mà nó chỉ có thể đo được khoảng cách từ cái mực nước cái vị trí này chạy xuống thôi. Thì bởi vì như vậy nên chúng ta cần phải bù lại độ sâu cho con mắt này. Thì chúng ta sẽ tính toán từ cái mức mà đáy tàu đó, là từ cái chỗ mà lắp đặt con mắt dò nè, trở lên cái vị trí mà mặt nước là bao xa thì chúng ta sẽ bù lại là bao xa. Đó, nó chỉ như vậy thôi ha. Thì có chỗ nào bà con mình không hiểu á thì bà con hãy comment xuống nhà mình luận cho em nha, hoặc là gọi điện trực tiếp qua cho em qua số điện thoại 0948909941, Zalo, Facebook 0948909941. Rồi em sẽ tư vấn trực tiếp cho bà con mình luôn đó, để cho bà con mình dễ hiểu hơn. Rồi bà con nào xem video chưa đăng ký nhớ ấn nút đăng ký nha, dán vào phím chuông bên cạnh để mỗi khi em ra video mới bà con mình sẽ nhận được thông báo nha. Rồi video của em tới đây là kết thúc, hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo ạ.